Nếu bạn được sở hữu một đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu mà người khác không thấy, thì bạn sẽ làm gì? Chàng hoàng tử Calvin trong câu chuyện sắp kể cũng có một đôi mắt đặc biệt như vậy. Nhờ nó mà chàng đã có một chuyện tình vô cùng cảm động. Tuy nhiên, khả năng này cũng khiến cho mọi người xung quanh xa lánh chàng. Có nhìn thấy hoàng tử Calvin đằng kia không? Có chứ, chàng ta lại đang mơ mộng bởi những thứ trong tưởng tượng nữa. Ta còn biết chàng ấy có thực sự thấy được những thứ kỳ lạ không? Hay chỉ là đầu óc của chàng ấy có vấn đề thôi? Ai mà biết được chứ. Nhưng tốt nhất chúng ta không nên lại gần chàng ta, kẻo chẳng may lại bị những thứ kỳ lạ làm hại. Calvin đã quen với những lời bàn tán sau lưng và cũng chẳng quan tâm đến họ. Chàng chỉ thích đắm chìm trong thế giới nhiệm màu của riêng mình. Khi mùa đông đến, chàng thường đến bên bờ sông thổi sáo như để chờ đợi một ai đó đến để nghe. Tiếng sáo du dương của chàng đã thu hút làn tuyết tinh linh ở gần đó. Tiếng sáo này thật tuyệt vời làm sao. Cảm ơn nàng đã thích nó. Ngươi có thể nghe thấy ta sao? Ta còn có thể nhìn thấy nàng và cả những tinh linh khác nữa kia. Có vẻ như chàng đã được các vị thần ưu ái tặng cho một khả năng tuyệt vời. Giả như những người xung quanh ta cũng nghĩ được như nàng. Ta rất tiếc khi nghe điều đó. Ta cũng cảm thấy chúng ta khá giống nhau, nên ta hy vọng tiếng sáo của ta có thể giúp được gì đó cho nàng. Tiếng sáo này chàng dành cho ta sao? Ta đã luôn quan sát cách các nàng tạo ra bốn mùa, nhưng những tinh linh khác luôn được người khác chào đón, còn nàng lại bị mọi người chán ghét. Có những người còn mong muốn ta biến mất nữa mà. Đó là vì họ chưa biết được những lợi ích mà nàng đã đem lại. Nàng hãy nhìn xem, khung cảnh xung quanh nàng tạo ra mới tuyệt vời làm sao. Hơn nữa, cái lạnh của mùa đông cũng giúp cho con người sát lại gần nhau hơn. Chàng thật biết cách an ủi người khác. Ta tên là Ira, còn chàng là ai? Họ cứ thế vui vẻ cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Chẳng biết từ bao giờ, hai trái tim lạnh lẽo đã dần bắt lửa. Thời gian dành cho mùa đông nhanh chóng trôi qua. Nhưng vì muốn ở bên cạnh Calvin, nàng tuyết tinh linh chẳng muốn rời đi, khiến cho mùa đông nơi đây bỗng kéo dài hơn. Chẳng hiểu tại sao mùa đông năm nay lại kéo dài như vậy nữa. Lạnh quá đi. Nhà ta cũng đã sắp hết lương thực dự trữ rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e rằng sẽ không thể nào trụ nổi nữa. Biết được điều này, bà chú tuyết vô cùng tức giận. Bà liền đích thân đi tìm nàng Eira về. Tuyết tinh linh, thời gian của mùa đông đã kết thúc. Tại sao ngươi lại chẳng quay về, khiến cho cuộc sống con người ở đây bị ảnh hưởng như vậy chứ? Dạ thưa người, con chỉ muốn ở lại bên cạnh Calvin thêm một chút nữa thôi mà. Con xin người. Ta đã luôn cấm các ngươi không được động lòng với con người, mà ngươi vẫn làm trái. Ta sẽ phạt ngươi không bao giờ được đặt chân xuống đây một lần nào nữa. Nói rồi, bà chú tuyết giam nàng tuyết tinh linh vào một tảng băng dày rồi đưa nàng rời đi. Calvin không biết phải làm gì mới có thể tìm lại được nàng Eira. Bất chợt, chàng nhìn thấy nàng hoa tinh linh đang bay đến. Nàng hoa tinh linh, xin nàng hãy cho ta biết nơi ta có thể tìm thấy tuyết tinh linh đi. Dù chàng có tìm được cũng vô dụng thôi, vì bà chú tuyết rất nghiêm khắc, người sẽ không để chàng đưa nàng ấy đi đâu. Dù chỉ có một chút hy vọng, ta cũng sẽ phải thử. Chàng đi hết dòng sông này sẽ đến một ngọn núi băng. Bà chú tuyết đã ở trên đỉnh núi ấy. Đường đi rất xa xôi và hiểm trở, chàng phải cẩn thận đấy. Ta xin cảm ơn nàng. Sau nhiều ngày liên tục đi không nghỉ, cuối cùng Calvin cũng đến được chỗ ở của bà chú tuyết. Ngươi thật cả gan, dám mò đến tận đây sao?
xin người hãy cho phép ta và Tuyết Tinh lên bên nhau. Ta thật lòng yêu thương nàng ấy. Nếu vậy, ngươi hãy dùng hết tình yêu của mình mà giải cứu nàng ấy đi. Hả? Kawin cố gắng hết sức để phá vỡ tảng băng dày ấy. Hả? Thế nhưng, cho dù đôi bàn tay của chàng đã bật máu, tảng băng vẫn chẳng mảy may sức mẻ. Hả? Bất ngờ, một giọt máu rơi xuống tảng băng, lập tức khiến nó tan chảy. Hả? Hả? Máu của ta có thể làm cho tảng băng này tan chảy hay sao? Kawin liền ôm lấy tảng băng. Máu và hơi ấm của cơ thể chàng làm cho tảng băng từ từ tan chảy. Mặc cho cái lạnh ùa vào khiến chàng run lên từng nhịp, nhưng chàng vẫn quyết định không buông ra. Một lúc sau, những lớp băng cuối cùng cũng tan ra hết, giải thoát cho nàng Tuyết Tinh Linh. Người cũng thật kiên trì. Tuy nhiên, Tuyết Tinh Linh được ta tạo ra, nếu muốn rời đi thì phải trả lại hết ma pháp, trở thành một con người bình thường. Khi đó nàng ta sẽ trở nên già nua và xấu xí. Hả? 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 Ta rất yêu nàng, nhưng ta lại không nỡ để nàng phải hy sinh nhiều đến vậy. Ta không muốn phải sống những ngày tháng lạnh giá nữa. Chàng đã cho ta cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ cần chàng không chê, ở bên chàng dù chỉ một ngày thôi, ta cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ê ra, ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Bà chú Tuyết à, chỉ cần được ở bên nhau, chúng ta sẽ chấp nhận đánh đổi hết. Được, vậy ta sẽ cho các người được toại nguyện. Dứt lời, nàng Tuyết Tinh Linh liền biến thành một bà lão già nua xấu xí. Giờ thì các người hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi ta đổi ý đó. Kawin giữ chặt tay nàng Era rời khỏi tòa lâu đài. Từ giờ ta sẽ không để ai mang nàng đi nữa đâu. Kawin hạnh phúc đặt lên môi nàng Era một nụ hôn ngọt ngào. Bất ngờ Era biến trở lại thành bộ dạng xinh đẹp như trước kia. Chúc mừng các con đã vượt qua được thử thách. Những gì ta làm cũng chỉ để xem hoàng tử có thật lòng đối với con hay không. Ta sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho hai con. Nhưng nếu như ta phát hiện hoàng tử có ý định phản bội Tuyết Tinh Linh, ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Ta xin cảm ơn người. Ta nhất định sẽ khiến Era trở thành một cô gái hạnh phúc. Con xin cảm ơn người. Thế là từ đó về sau, hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Wow, fairy tales.